Nè mợ ơi, mợ, con không dám đâu mà mợ ơi. Đây có phải là thuốc độc đâu mà mày sợ, chỉ là thuốc mê thôi mà. Mợ ơi, nhưng mà làm vậy để gì vậy mợ? Sẵn trong nhà mọi người đang phấn khích vui vẻ sẽ không đề phòng, mày chỉ cần pha vào canh cho họ mê man là được. Mợ ơi, con xin mợ, con không dám đâu mà mợ ơi. Mợ tha cho con đi mà mợ, con không có dám làm đâu mà mợ ơi. Được rồi, nếu mày không làm á thì tao sẽ nói hết chuyện của mày, để xem mày trả lời sao với mụ già đó. Mợ, mợ ơi, mợ ơi, mợ đừng có làm vậy mà mợ. Mợ ơi, vậy bây giờ mày có làm không? Làm không? Dạ con làm. Nếu tao nói thuốc độc á thì làm sao mày dám? Còn ngu như bò. Bà ta chắc chắn đa nghi, không dám ăn rồi. Nhưng chồng chết, con trai chết thì bà ta cũng quá điên mà chết theo thôi. Tâm tiếp tay cho nó hãm hại cả gia đình này chứ. Mày đã làm gì tội lỗi mà để cho nó nắm được hớp của mày, để nó sai khiến mày phản lại tao? Bà, bà tha cho con đi bà ơi, con biết lỗi rồi bà ơi. Dù mày có bất cứ tội gì tao cũng có thể tha thứ, nhưng tội giết chết cả nhà tao, tao không tha thứ. Bà nói gì nghe ghê quá vậy bà. Nó đã đưa thuốc độc để mày bỏ vào canh, giết chết cả ông và cậu. Nó muốn tao phải sống dở chết dở để chứng kiến chuyện này. Dạ không phải đâu bà, cái này chỉ là thuốc mê thôi mà bà. Cái con này, mày ngu như là con bò. Nếu đây là thuốc mê, dạ, mày dám uống thử hay không? Bà tha cho con đi bà ơi. Bà ơi, tha cho con đi bà. Con không có biết là mợ ghê gớm như vậy. Nó không phải là con dâu nhà này, nó là quan gia vô đây để trả thù nhà này. Mày không hiểu đâu. Mợ ơi, mợ tha cho con đi mợ ơi. Con có biết gì đâu mợ ơi. Bây giờ con phải làm sao hả mợ? Mợ ơi, con có biết gì hả mợ ơi? Mày im đi, rên rỉ hoài. Bây giờ mày cứ mang canh này lên cho ông già cậu. Bà ơi, con không có dám đâu mà bà. Đi, bà đi. Ra cho con đi bà ơi, bà đừng có bắt tội con mà bà ơi. Tao đã nói rồi, mày đem canh này lên cho ông già cậu. Mau lên. Sao bà sai con làm điều này chứ? Mày nín. Bà ơi, mày nghe tao nói đây, mang canh này lên để tao vạch trần bộ mặt nó ra cho mọi người chứng kiến. Lúc đó mọi người mới sáng mắt ra, hiểu chưa? Bà ơi, đi.